Tôi thích cái hàng ở trong này. Nhà mình nhiều lắm đấy, đâu ra tiền con ơi. Ba. Cái mày nghỉ mãi thế, ống nó đấy mất. Tiết kiệm để mua cho thằng Đông cái xe nó thích. Bà ạ, xe đi sướng đấy. Với tiền tối đi sinh nhật. Ôi, cái gì đấy? Bà hôi hám quá, sao đứng xa tôi ra. Quy về rồi, em trai cháu vừa mua xe máy đắt tiền, bố mẹ cháu phải bán nhà, giờ ra gặp cậu ở rồi. Tin lo rồi, miền thêm đi. Anh trai về rồi đấy à, đúng lúc quá. Chi tiền tối đi.